Công văn thượng khẩn của Sở Y tế Hà Nội số 126 ngày 6 tháng 5 năm 2021 về việc ra soát quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 tại Kim Trung, Đông Anh đã ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19. Trong thời gian trước khi bệnh viện phong tỏa, đã có nhiều bệnh nhân, người nhà và người dân đến bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo khẩn trương giả soát, lập danh sách toàn bộ những người bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân đã đến bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 4 năm 5 tháng 5 năm 2021 và thực hiện một Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách đi tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến ở bệnh viện sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú thêm 7 ngày. 2. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời. 3. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thống kê số lượng báo cáo hàng ngày trước 12 giờ về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Trân trọng cảm ơn.